xin được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Đức Công, cô dâu Giàng Dợ chính thức được bắt đầu. Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
được kính mời trở về sân khấu các vị đại diện hai bên gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái, các vị song thân phụ mẫu của cô dâu cùng với chú rể sẽ cùng trở về sân khấu đứng cạnh hai con của mình để ra mắt. Đứng bờ cánh quế ha, để ông nào hả mất hẳn lăng ý nọ xó mây, cánh rạt xó mây. Vâng ạ, kính mời đại diện của gia đình, họ nhà gái, chúng ta cũng sẽ trở về sân khấu đứng cạnh các con của mình trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Một sự kiện vô cùng quan trọng, đặc biệt. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi rất mong muốn đón nhận được một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị dành tặng cho đại gia đình hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người. Khi yêu, hai tâm hồn có chung đồng cảm và hai trái tim hòa chung nhịp đập. Trải qua những ngày tháng quen biết, tìm hiểu và trao gửi yêu thương, thì chú rể Đức Công và cô dâu Giản Dợ đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Và ngày hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt, những ngày đầu năm của năm 2024, một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của chú rể Đức Công và cô dâu Giản Dợ đã được tổ chức diễn ra ngay tại quê hương Mường Phăn thân yêu. Vâng ạ, và những ngày này thì toàn thể quý vị chúng ta còn đang bận rộn với một sự kiện vô cùng quan trọng của tỉnh Điện Biên, đó chính là sự kiện hoa anh đào. Xin được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Đức Công, cô dâu Giản Dợ chính thức được bắt đầu. Trung tâm tổ chức sự kiện đã tượng trưng cho lời chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình, sau đây sẽ là những nghi thức vô cùng quan trọng của thành hôn. Tiếp nối chương trình, sau đây trung chuyển xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên phía trên một bước và đón nhận những tình cảm của tập thể các quý vị khách quý. Các vị đại diện của hai bên gia đình sẽ trao gửi món quà yêu thương dành tặng tới hai bạn. Xin mời. Sau đây trung chuyển xin được kính mời món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ bố mẹ cô dâu Giản Dợ sẽ trao tặng để chúc mừng hạnh phúc hai con. Trường Phát, thay thu điều em có chứng minh trường khá, khá trương nó chơi bản văn đường, khá quan sường các mình làn giản văn sầu. Khá đó em có trắng hai và mi sỏi thánh cua các phát co căm, phá khá hà lù, bên cu xuống đồi cắn, có đồ là hảo hẳn, muốn kính xém khẩu, văn văn nơi nơi. Lại bồn phúc quá nà, mấy đường nghĩ trai khăn chăn nó lưu tàu nữa. Đàn hạ hở lưu tàu cờ gió cảm ơn họt gà ai em. Trắng hạt lụ, trắng phanh lụ của mỹ trường lành sành hôn cả bồn sống phá hở lụ. Ai em có hảo hạn màn dưỡng siềng sắc vào sáng sắc nhọn nữa ai em nữa. Xin cảm ơn những món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ bố mẹ cô dâu Giản Dợ đã trao tặng chúc mừng hạnh phúc cho hai con của mình. Tiếp nối chương trình xin mời một món quà vô cùng ý nghĩa đến từ một người cũng hết sức đặc biệt với cô dâu Giản Dợ của chúng ta, đó chính là chị gái ruột của cô dâu. Xin mời món quà của chị sẽ trao tặng để chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Xin mời món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ
từ gia đình vợ chồng cô chú đôi Hiền ở trung tâm xã Mường Phăng cũng sẽ chuẩn bị. Để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp cận sân khấu để buổi lễ thành hôn ngày hôm nay diễn ra một cách trang trọng hơn ạ. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của chú đôi Thanh cũng sẽ có món quà để tặng cho hai cháu của mình, xin trân trọng kính mời gia đình ạ. Chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Vợ chồng cô chú Trần Thu ở bản Bua cũng sẽ chuẩn bị để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu của mình. Xin mời món quà đến từ vợ chồng chú Thím. Vâng ạ, món quà đến từ cậu mợ Doan Hằng. Xin mời cậu mợ. Xin được cảm ơn tình cảm của các cô, các chú. Xin cảm ơn những món quà vô cùng ý nghĩa cho buổi hạnh phúc của các vị đại diện hai bên gia đình ngày hôm nay đã trao tặng gửi đến cho cô dâu của chú rể. Hoan, niềm phấn khởi và chính sự hiện diện của toàn thể quý vị trong ngày hôm nay sẽ được những người thực hiện chúng tôi lưu giữ lại bằng những chiếc camera nhỏ nhắn xinh xắn. Và quý vị chúng ta nếu muốn xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ truy cập vào kênh YouTube Uva Mường Trời để cùng nhau thưởng thức lại những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng, những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc này. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những món quà chúc mừng hạnh phúc của các vị đại diện hai bên gia đình đã trao tặng gửi đến cô dâu của chú rể. Nhưng kính thưa toàn thể quý vị, có một món quà rất là to lớn mà từ đầu đến giờ cô dâu của chú rể của chúng ta đã được đón nhận. Vâng ạ, đó chính là một món quà tinh thần. Sự hiện diện của toàn thể quý vị, đông đủ những tình cảm thật nồng hậu của toàn thể quý vị, đó chính là một món quà tinh thần rất lớn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu cùng với chú rể. Và chúng tôi một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình trân trọng cảm ơn sự hiện diện, những lời chúc mừng hạnh phúc của toàn thể quý vị. Và sau đây xin mời để trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin được kính mời một vị đại diện của hai bên gia đình sẽ trở về sân khấu có đôi lời phát biểu gửi thẳng tới toàn thể quý vị. Và xin mời bác Tổng Trung Tiến sẽ đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu. Một lần nữa xin kính mời bác Tổng Trung Tiến ạ. Vâng, tôi là Tổng Trung Tiến, là bác của chú rể và cô dâu. Rất vinh dự được đại diện cho hai gia đình nên có đôi lời phát biểu.
Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa các vị khách quý, cũng như bạn bè, đồng nghiệp của hai con chúng tôi, được sự nhất trí và tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy chính quyền địa phương sở tại, cũng như sự nhất trí giữa hai gia đình, hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2024, tức ngày 14 tháng 12 năm Quý Mão, gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Lò Đức Công và Giàng Thị Dợ tại gia đình nhà trai bản Bua, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Và lời đầu tiên, thay mặt cho gia đình, xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý khách gần xa đã bất chút thời gian vàng ngọc đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi, cũng như chúc phúc cho hai con chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Và sự hiện diện của tất cả các quý khách, quý vị ơi, hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng những lời cảm ơn hết sức đầy đủ và ý nghĩa để dành tặng cho hai gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và kính thưa toàn thể, ngay sau đây xin kính mời gia đình, xin được kính mời tất cả quý cụ, quý ông, quý bà và các bác, các anh, các chị có mặt trong trường trong buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng cầm chén rượu lên để cùng chúc phúc cho hai con chúng tôi, cũng như là chúc vui với gia đình chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa, thay mặt gia đình, xin trân trọng kính mời và kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, để thay lời cảm ơn tới toàn thể quý quan khách, gia đình chúng tôi, đại gia đình hạnh phúc chúng tôi có một chén rượu nồng, xin được kính mời toàn thể quý quan khách nha. Và quý vị ơi, chúng ta hãy rót tràn ly rượu của mình cùng nhau nâng lên để chúc mừng cho đại hạnh phúc của gia đình chúng tôi được không ạ? Mến, gia đình là nơi khởi nguồn của hạnh phúc và cũng là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Và hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là cả một cuộc hành trình rất dài. Và cuộc sống sau này dẫu sẽ có những gian truân vất vả, như cô dâu cùng với chú rể chúng ta, nguyện sẽ mãi mãi yêu thương nhau, sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi những buồn vui trong cuộc sống. Và xin mời hai bạn sẽ cùng nhau sánh tay trong tay, cắt những tầng bánh ngọt ngào, chia ngọt sẻ bùi.
nhỏ rơi để theo dõi đôi chân đẹp của đoàn nghệ. Các bạn ấy có hình ảnh tuyệt vời đẹp mắt nhất cho các cô gái đón chào khách mời của đoàn chúng ta. Vâng, các anh đây là khách hàng có tuổi nhưng mà với niềm đam mê và yêu nghề của mình rất tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn ấy có thể cho một tràng cho đoàn nghệ chúc mừng đoàn nghệ đã thắng đây.